Vâng, xin chào các bạn. Vậy là những ngày đầu năm, thị trường smartphone đã bắt đầu nhộn nhịp với chiếc điện thoại Samsung A8 và A8 Plus. Có thể nói sản xuất những sản phẩm cận cao cấp luôn là thế mạnh của Samsung. Với ấn tượng đầu tiên nhìn vào A8 và A8 Plus chính là cụm camera kép selfie chuyên nghiệp với hai ống kính lần lượt là 16MP và 8MP cùng khẩu độ là f1.9, xóa phông chuyên nghiệp lần đầu tiên đến từ Samsung, cùng khả năng xóa phông trước và sau khi chụp hình cực ấn tượng, cùng với hiệu ứng làm đẹp và AR sticker cá tính cho các bạn tự do sáng tạo những bức ảnh thêm phần lung linh, cùng với bộ lọc màu độc đáo, hiệu ứng làm đẹp hoàn hảo và làm cho các bạn thêm phần cá tính trong những bức ảnh. Và camera sau cũng là một điều đáng nói trên sản phẩm lần này, với camera là có thể đặt tên là camera thấp tích bóng tối vì có cải tiến ưu việt với khẩu độ 16MP f1.7, lưu lại trọn vẹn khoảnh khắc của cuộc sống kể cả trong điều kiện thiếu sáng, cho các bạn không có thể bỏ lỡ bất kỳ một bức ảnh nào. Galaxy A8 A8 Plus với thiết kế là màn hình siêu mảnh, thách thức ranh giới với tỷ lệ là 18.5:9, với chuẩn điện ảnh mang lại cho các bạn cảm giác trải nghiệm giải trí rất là trọn vẹn. Với màn hình là Super AMOLED Full HD, sắc nét tối ưu cùng hàng triệu sắc màu rực rỡ, hiển thị nội dung sống động và tinh tế đến bất ngờ. Cùng với thiết kế cân đối hoàn hảo trong lòng bàn tay, với thân kim loại rất là sang trọng, viền siêu mỏng tinh tế và viền cạnh đối xứng chắc chắn. Trên chiếc Samsung Galaxy A8 A8 Plus lần này đều được tích hợp chuẩn kháng nước và bụi đẳng cấp AP68 với khả năng chống chịu nước tới độ sâu là 1.5m trong vòng 30 phút, giúp cho các bạn thách thức mọi trở ngại và luôn tự tin trong mọi hoàn cảnh. Đây là một sản phẩm cận cao cấp thì Samsung đã tích hợp phương thức thanh toán thời thượng từ công nghệ tiên phong Samsung Pay trên Samsung Galaxy A8 và A8 Plus, bảo mật tối ưu, thanh toán dễ dàng hơn ở khắp mọi nơi cùng với Samsung Pay, quả là một ưu điểm đúng không nào? Với cấu hình cả hai máy đều là chip Exynos 7785 Duo 2.2, trên A8 là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB, còn A8 Plus thì nâng cao RAM lên là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Cùng màn hình hiển thị sống động giúp cho chúng ta có thể chơi hầu hết tất cả các game nặng trên thị trường hiện nay mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, cũng như chạy đa nhiệm rất nhiều ứng dụng mà không gặp tình trạng lắc máy hay là nặng máy. Và cả hai máy đều có hỗ trợ hệ nhớ ngoài các bạn. Các bạn có thể thoải mái download game cùng những ứng dụng cũng như lưu trữ dữ liệu mà không sợ hết dung lượng. Vậy là Long và V Channel đã giới thiệu cho các bạn rõ hơn về những tính năng trên chiếc A8 và A8 Plus mới ra mắt của Samsung tại thị trường Việt Nam, đặc biệt là camera selfie kép cũng như tính năng cao cấp khác chống bụi, chống nước, thanh toán Samsung Pay được Samsung Pay trang bị trên hai dòng A mới nhất 2018 của mình. V Channel xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau nhé. Nhớ đăng ký kênh và theo dõi nha. Chào.